Ưu tiên cho bà các bạn. Ok. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ cứ xuống dưới chờ. Ok cứ nói chi nói đi. Ba miền Bắc Trung Nam là anh em một nhà. Rồi, okay. Là con lạc cho Hồng. Rồi. Dù là đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hay đạo gì vẫn là một nhà hết à? Ok. À. Ừ. Chứ đừng bảo tao đạo Thiên Chúa là tao có tây nó cho là không được à? Ừ đúng ồ. Ừ. Đây là lấy lòng con tâm mình. Con lạc cho Hồng là 4.000 năm lịch sử à? Vâng vâng. Các bạn ạ. Ok. Thế được chưa? Dạ. Làm chân hey. Rồi làm chân rượu trắng lấy lộc đền hùng ok lộc hai cô lộc hai cô lộc đền riêng chúc sức khỏe hai gia đình hai thầy rồi đi suốt tàu đi 50% hay 100% rồi cảm ơn không cô quay em ạ. Nơi ghi phiếu công đức tu bổ đền hùng ngô làm ăn nghiêm túc hãy tài chính công khai phân minh nhảy. Cái này là cộng sản quý đây. Wow. Ừ. Em gái tên chị? Cháu ạ, cháu tên là Anh ạ. Ừ. Có chồng, có con chưa, có gia đình chưa? Vâng, cháu có gia đình rồi ạ. Ừ, vâng. Làm này lâu chưa con? Làm này 2 năm rồi ạ. Ừ. Thế làm lương thưởng thế nào ở chỗ này em sao? Lương thì cứ mức lương
hợp là của chúng tất cả thôi mà. Vâng. Rồi, ok. Cảm ơn em Hí. Chả lấy hết chân được đâu anh ạ. Không được rồi, em lấy xa ra. Cái quả anh từ đồng điều chỉnh mà không lo. Không phải ơi, như con rung á. Em bấm có chữ rẹt chưa? Em mày bấm nó liền. Chả bấm được. Có chữ rẹt ở đây chắc là anh đang có để chữ đỏ đỏ đó. Vâng, rẹt rồi anh ạ. Được ạ, không được. Đó, để rửa. Đó. Cứ để thế, đó. Đây em ru lui xa để lấy hết cả chân lên. Rồi. Rồi, nửa xa nửa. Nó tự động mà không có cái gì đâu. Rồi, ok, cảm ơn. Thương và thương đồng chí học á. Đấy nhá. Dạ, cảm ơn. Bắt tay cái nữa, trời ơi. Thế rồi nhá, tự lại. Bấm cái nữa là hết.